Đây là vùng nuôi trồng thủy sản hơn 50 hectare của xã Độc Lập, được đầu tư theo hình thức thâm canh, bán thâm canh của 36 hộ dân, chủ yếu nuôi cá rô phi, mè, trôi, chấm. Mỗi năm, từ vùng nuôi trồng thủy sản này, thu được 350 tấn cá, chiếm 30% giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của xã. Ông Trần Trọng Tình, thôn Đồng Phú đã mạnh dạn đấu thầu gần 3 mẫu đất để đào 2 ao thả cá. Mỗi năm thu 5-6 tấn cá trên một mẫu. Để bảo đảm an toàn cho nuôi trồng thủy sản, ông Tình và các hộ dân đã thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ đàn thủy sản. Trước hết là củng cố lại bờ cõi cho nó cao hơn cái mức nước trung bình hàng năm, xây dựng những cái đường ống tràn chống thoát nước khi mà mưa đứng cục bộ. Ngoài ra thì các hộ gia đình trong vùng chăn nuôi thì đã đảm bảo được khoảng 50% là tự chủ với cái nguồn máy phát khi cần thiết, khi chống úng, ngập bão, khi mà nguồn lưới điện nó mất, tạo oxy cho cá vào, nhất là những ngày thời tiết nó thay đổi. Chúng tôi đã kiểm chứng được là so với cái bờ nuôi là đã cao hơn cái mức nước bị ngập khoảng 80 phân, chắc chắn rằng sẽ không bao giờ bị tràn. Hiện nay đang bước vào mùa mưa bão, thời tiết nhiệt độ thay đổi thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát tán và lây lan, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi thủy sản. Để giảm thiểu thiệt hại, các hộ nuôi cá lồng ở xã Tân Lễ đã chủ động gia cố lồng bè, hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn cho cá. Tuy nhiên, nuôi cá lồng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong mùa mưa bão, vì nguy cơ nước sông ô nhiễm, thay đổi môi trường nước. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại toàn bộ lưới ở dưới lồng bè, xem có bị thủng hay có vấn đề gì khác không. Và chúng tôi sẽ chuẩn bị là tất cả các dây kéo để kéo lại, thì kiểm tra xem có cái chất lượng còn đảm bảo như ban đầu không hay có cần phải khắc phục không. Giảm đi 1/3 thức ăn cho cá so với lượng hàng ngày và bổ sung vitamin C cho đối với cá tầm. Khi mà tình trạng nước dâng cao thì chúng tôi sẽ kéo lưới cao lên khoảng 1 mét so với mực nước. Hiện nay xã Tân Lễ có 24 lồng cá ven sông và một vùng nuôi trồng thủy sản, gồm 22 hectare của 18 hộ. Các hộ ở đây đều được cán bộ chuyên môn huyện tập huấn chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ một số lồng nuôi cá, tạo thuận lợi để các hộ nuôi trồng thủy sản ở xã có điều kiện phát triển mô hình. Đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, rồi phổ biến khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về giống cũng như là các cái trang thiết bị để duy trì và phát triển đàn cá lồng trên sông. Đặc biệt đối với lợi thế với Tân Lễ là khu cửa ngõ ngã ba, hiện nay thì vị trí quy hoạch đang ở cái phía hạ nguồn, như vậy thì nó không phù hợp cho cái việc nuôi cá lồng. Đề nghị các cấp có thẩm quyền điều chỉnh cái khu vực quy hoạch nuôi cá lồng lên phần cửa sông để đảm bảo cho sinh trưởng và phát triển của cá cũng như là cái môi trường, tốc độ dòng nước. Huyện Hưng Hà có 1.296 hectare nuôi trồng thủy sản, 8 bè cá với 287 lồng cá, ở tập trung ở 5 xã ven sông Luộc, sông Trà Lý, sông Hồng. Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2023 đạt 112,747 tỷ đồng, tăng 2,53% so với cùng kỳ. Trước diễn biến phức tạp, khó lường, cực đoan của thời tiết, để bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất thủy sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, huyện Hưng Hà khuyến cáo các hộ nuôi trồng thủy sản thường xuyên kiểm tra ao, đầm, lồng bè, gia cố lại lưới, hệ thống dây neo, các trang thiết bị, bảo đảm an toàn và có biện pháp bảo vệ tránh thất thoát thủy sản. Khi có tin bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng, cần khẩn trương thu hoạch các đối tượng nuôi đã đạt kích thước thương phẩm, di chuyển lồng bè vào khu vực kín gió, có dòng chảy nhẹ. Trong thời gian bão, áp thấp nhiệt đới, cần giảm hoặc dừng cho cá ăn. Khi có mưa lớn, tiến hành xả nước tầng mặt. Sau mưa bão, cần bổ sung khoáng chất, men tiêu hóa cho đối tượng nuôi và sử dụng chế phẩm sinh học cho ao nuôi.